Hello các bạn nhé. Thì uh, có một số bạn đang làm uh, YouTube, làm về cái chủ đề tin tức. Uh, các bạn uh, có nhắn tin hỏi mình là anh ơi hiện tại bây giờ cái drama bây giờ đang khá là hot. Thì mình nói như vậy thôi là các bạn đủ biết rồi nha. Thì uh, các bạn này uh, là chuyên làm về tin tức nhưng mà các bạn uh, không biết cách làm sao mà thu âm để cho các bạn thu nó được hay hơn, cho nó được sắc bén hơn. Thì các bạn mới hỏi mình là bây giờ có cách nào mà để thu âm xong mà chúng ta chỉnh nghe cho nó hay hơn, nó sướng hơn được không? Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách để giúp bạn có thể là thu được bản thu có chất lượng âm thanh tốt hơn để các bạn làm những video tin tức hay hơn và hot như bây giờ để đăng lên YouTube các bạn nha. Ok, chúng ta bắt đầu thôi. Rồi bây giờ mình sẽ vào phần mềm Adobe Audition này. Đầu tiên mình sẽ vào cái phần multi track để mình tạo ra một cái dự án mới đi. Mình sẽ đặt tên ví dụ như là à, đọc tin tức. Rồi ở đây các bạn có thể lưu ở đâu tùy các bạn nha. À, ví dụ như là mình để đây luôn đi. Rồi select folder. Rồi này nhấn OK bạn nha. Đó chúng ta sẽ có một cái track thế này. Rồi ở cái phần mà input đây này, này thì các bạn sẽ chọn cái sau cài trên máy các bạn nhé Ví dụ ở đây mình chọn cái sau cạc của mình là Focusrite đây. Và mình sẽ thu theo cái dạng là stereo nha. à, Các bạn thích thu mono cũng được hoặc là thu stereo cũng được nhiều bạn cứ nói mình là thu vocal phải thu mono cái này không quan trọng bạn nhé các bạn thích thu cái nào là tùy các bạn mình thích thu stereo hơn cho nên mình sẽ chọn stereo rồi sau đó mình mở dấu chữ r đây này cho có tiếng này alo 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 các bạn thấy có tiếng rồi ha rồi bây giờ đầu tiên thì mình sẽ lấy cái bài báo rất là hot bây giờ đó là cái vụ drama của anh khoa nha đây đó thì đây là theo yêu cầu các bạn thôi nha cho nên là mình sẽ làm rồi bây giờ mình đầu tiên ấy, thì mình sẽ bấm vào cái nút record đây và mình im lặng tầm khoảng 5 đến 10 giây sau đó mình sẽ đọc báo nha toàn cảnh tình bạn 34,5 tỷ đồng của Khoa Bắc và Johnny Đặng thân nhau nhờ cục kim cương bỗng đầu đứt gắn giữa đường vì coin Ok, mình đã đọc xong các bạn. Thì sau khi mà đọc xong các bạn sẽ mở này lên, click hai cái vào cái file này ha. Đấy, chúng ta sẽ có thế này. Thì đầu tiên ấy, các bạn sẽ phóng to này ra để các bạn kiểm tra thử xem là nó có tạp âm gì hay không. Thì các bạn thấy là ở đây của mình á cái phần thu âm của mình vào nó khá là sạch. Cái lý do là mình ngồi trong phòng kín. Thứ hai nữa là cái bộ mic thu âm của mình nó cũng chuẩn rồi, cho nên là nó ít tạp âm hơn. Còn nếu các bạn thấy cái này có tạp âm ấy thì các bạn sẽ khử nó đi bằng cách như sau. Các bạn sẽ quét chọn cái phần mà lúc ban đầu chúng ta im lặng năm 10 giây đấy sau đó các bạn sẽ vào cho mình phần effect chọn cho mình là uh, noise reduction chọn capture noise print nhấn ok rồi sau đó bạn nhấn cho mình là control và chữ a có nghĩa là chọn tất cả ha control a á chọn tất cả và bạn tiếp tục vào effect chọn noise reduction và chọn là noise reduction process bấm vào đây giữ bằng định hết cái này và nhấn apply Đấy bây giờ bạn phóng to ra bạn coi này Đấy tạp âm đã khử sạch sẽ luôn rồi Rất là sạch luôn các bạn nha Rồi sau khi mà chúng ta khử âm xong Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần mà chỉnh cho cái bản thu chúng ta được hay hơn Thì mình sẽ chỉ cho các bạn bốn bước thôi là các bạn sẽ có một cái bản thu âm tuyệt vời luôn Các bạn sẽ làm như sau Các bạn sẽ quét chọn cái phần mà bản thu chúng ta này Đó, cái phần mà có sóng này là cái phần bản thu chúng ta ha Thì à, các bạn sẽ à, cho mình cái hiệu ứng đầu tiên vào effect bạn chọn cho mình ở đây cái phần đầu tiên này cái dòng đầu tiên này đó, amplitude này đó bạn chọn cho mình là normalize các bạn nha normalize process thì cái này các bạn để cho mình ở đây là cái phần phần trăm này và các bạn để cho mình khoảng 95 phần nha 95 là ok bạn nhấn apply các bạn thấy cái sóng âm nó cao lên chưa rồi cái này là một cái cái thứ hai các bạn vào effect các bạn chọn cho mình ở đây cái dòng là filter eq này bạn chọn cho mình cái dòng là parametric equalizer bấm vào đây rồi ở đây cái phần reset các bạn chọn cho mình cái phần reset là lutnit maximizer đấy đây là một cái preset mà bên audition người ta đã tạo sẵn mà nó rất là phù hợp với lại cái à, giọng đọc khi các bạn thu âm để đọc tin tức hoặc là làm báo này kia đấy rồi các bạn nhấn apply đấy bạn thấy không nó thay đổi rất là nhiều này tiếp tục các bạn lại vào cho mình phần effect chọn cho mình cái dòng này luôn cái dòng đầu tiên này Amplitude đây này, này. bạn chọn cho mình cái dòng là dynamic processing. Đó, cái này thì chúng ta sẽ chỉnh để cho cái âm thanh của chúng ta, cái giải âm thanh của chúng ta đấy, nó có cái phần là nó uh, rộng ra để nghe cho nó hay hơn. thì ở đây á, các bạn sẽ chỉnh theo cái thông số này của mình nhé các bạn nhé. chỉnh theo thông số này của mình. đó, ở đây thì mình sẽ để cái thông số này. các bạn cứ nhìn theo cái thông số này của mình các bạn chỉnh nha. và sau đó các bạn nhấn apply. các bạn thấy không? nó rộng đều hết ra luôn này và cuối cùng các bạn thêm một cái thông số nữa và effect các bạn tiếp tục chọn cái dòng này và chọn cho mình là normal line đó chúng ta làm normal line một lần nữa và mình vẫn để là 95 phần trăm các bạn nhấn apply đó là nó đều hết ra như thế này rồi sau khi xong các bạn nghe lại một lần này bấm ra đây nha rồi nghe toàn cảnh tình bạn 34,5 tỷ đồng của khoa bất và Johnny Đặng thân nhau nhờ cục kim cương bỗng đầu đứt gắn giữa đường vì coin Ok các bạn ha, bao phê luôn, bao phê. Rồi, sau khi mà xong thì cái việc còn lại là các bạn sẽ uh, xuất nó ra thôi. Rồi bây giờ mình sẽ xuất ra các bạn nha. Mình quay trở lại phần multi track này. Đấy. Rồi bắt đầu mình sẽ uh, xuất nó ra. Thì ở đây mình chọn là file chọn export multi track mix down, select clip. Rồi, mình sẽ uh, xuất này ra nha. Ok. Đó, chỉ đơn giản như vậy thôi là các bạn đã có thể là thu được bản thu cực kỳ hay luôn dành cho những bạn mà đang muốn làm những cái video tin tức hoặc là đọc tiểu thuyết này kia đó thì các bạn có thể sử dụng cái chiêu này cực kỳ nhanh các bạn nha Hello các bạn thì vừa rồi mình vừa mới chia sẻ cho bạn xong cái cách giúp bạn có thể là tạo ra được cái bản thu âm có chất lượng tốt hơn để các bạn có thể áp dụng vào cái việc làm video tin tức đăng lên YouTube kiếm tiền hoặc là làm những cái audio book này tiểu thuyết này kia đó thì cái âm thanh của bạn nó sẽ tuyệt vời hơn ha mình hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi của mình một phần nào đó sẽ giúp các bạn nhé. Cái video này mình xin tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.